Sáng ngày 1 tháng 7, cùng với các địa phương trong cả nước, tỉnh Tây Ninh long trọng tổ chức ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và chính thức thực hiện nhiệm vụ của lực lượng này theo quy định của pháp luật. Tham dự về phía Trung ương có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa. Về phía tỉnh Tây Ninh có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thành Tâm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phạm Hùng Thái, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc. Báo cáo tóm tắt những nội dung cơ bản của luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và các văn bản quy định chi tiết thi hành luật, Đại tá Nguyễn Văn Trãi, Giám đốc Công an tỉnh cho biết, ngày 28 tháng 11 năm 2023, tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 đã thông qua luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc đề nghị Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn khẩn trương thành lập các tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, trang bị cơ sở vật chất, điều kiện làm việc đáp ứng yêu cầu phục vụ cho công tác, cũng như thực hiện các chế độ chính sách cho lực lượng này. Mỗi thành viên tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở nâng cao ý thức trách nhiệm, không ngừng phấn đấu rèn luyện, nâng cao năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức, bản lĩnh và gương mẫu trong mọi hành động, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình, xây dựng hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân, lễ tiết tác phong chuẩn mực khi tiếp xúc với nhân dân, xứng đáng là lực lượng của dân, gần dân, sát với dân, lắng nghe và bảo vệ an toàn cuộc sống của nhân dân ở cơ sở. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị các sở ban ngành tỉnh, trong đó nòng cốt là lực lượng công an, quan tâm hỗ trợ hướng dẫn, bồi dưỡng về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để phối hợp và hỗ trợ lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tại lễ ra mắt, đại diện các tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh tham gia diễn tập cùng lực lượng công an chính quy xử lý một số tình huống phức tạp về an ninh trật tự và diễu hành trên các tuyến phố trên địa bàn thành phố Tây Ninh. Dịp này, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao tặng 50 triệu đồng cho lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tỉnh Tây Ninh.